Như tin chúng tôi đã đưa, ngày 2 tháng 11, đoàn kiểm tra liên ngành gồm quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan có liên quan huyện Đơn Dương đã tiến hành kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn Đài Xuân Ái tại thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, một địa chỉ phân phối hàng nông sản có nguồn gốc từ Trung Quốc. Mặc dù chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và không có giấy phép xây dựng nhà xưởng tại huyện Đơn Dương, nhưng cơ sở này vẫn hoạt động thu mua hành tây, khoai tây, cải thảo, hành tím có nguồn gốc từ Trung Quốc, bình quân 16 tấn một ngày để sơ chế, đóng gói, sau đó xuất khẩu sang Campuchia và một số ít tiêu thụ trong nước. Tuy nhiên, đơn vị này không xuất trình được các thủ tục xuất bán nông sản. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở này. Nhưng đến nay, ngày 4 tháng 11, sau 3 ngày đình chỉ, thì công ty trách nhiệm hữu hạn Đài Xuân Ái vẫn ngang nhiên hoạt động, vận chuyển và đóng gói hàng nông sản. Do là đơn vị này nhập về khối lượng hàng là lớn. Đó. Và nó liên quan tới nhiều cái chế độ chính sách của pháp luật như về thuế quan, rồi về các mặt về an toàn vệ sinh thực phẩm. Chúng tôi đã tham mưu đề xuất ban huyện là chỉ đạo giao lại việc này cho bên lực lượng công an huyện để điều tra, thu thập các thông tin để đảm bảo cái cơ sở và xử lý theo quy định. Theo ghi nhận tại hiện trường, nhiều nông sản vẫn đang được gia công đóng gói để vận chuyển đi tiêu thụ. Phía ngoài các bao bì có gắn nhãn mác nông sản nguồn gốc Trung Quốc, nhưng chữ rất nhỏ lại được dán sơ sài nhằm mục đích ngụy trang sự kiểm soát ngành chức năng tại đây. Còn sau khi vận chuyển đi các nơi khác thì nhãn mác này có giữ lại được hay tháo bỏ thì không ai có thể kiểm soát được. Và chính chủ cơ sở Đài Xuân Ái cũng không thể đảm bảo. Chưa kể theo quan sát bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy nhiều loại củ đã bị hư hỏng. Khoai tây hầu hết đã mọc mầm như thế này, vẫn được mang đi tiêu thụ. Thiết nghĩ một khi đã có quyết định đình chỉ hoạt động, ngành chức năng cần phải tiến hành các biện pháp cứng rắn, buộc cơ sở vi phạm phải thực thi, tránh bức xúc trong nhân dân, cũng như ngăn chặn kịp thời tình trạng lợi dụng nhập hàng nơi khác về vùng chuyên canh rau uy tín của Lâm Đồng để trà trộn rồi bán đi các địa phương với giá cao. Bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bảo Lâm cho biết, trong thời gian từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 2 năm 2016, Lê Nhật Hải Âu, sinh năm 1982, trú tại phường 3, thành phố Đà Lạt, và Nguyễn Đức Quốc,